Video trước thì mình đã có 3 con tướng 5 vàng 3 sao và nó sẽ là 10 điểm nếu mà Hammer của mình lên 4. Tiếc là không lên được nên là mình phải dành tới video này mới flex với các bạn con sọ dừa Hammer 4 sao VIP Pro đấy. Mùa mới sắp đến rồi, mình cũng tranh thủ xem là còn trận nào hay hay xịn xịn để khoe các bạn, nhưng mà mình không kịp mất. Các bạn xem video thì để lại một like cổ vũ cho mình làm bước mấy cái trận này nhá. Chứ không thì é mồm ra nói xong chả ai like hay là xem thì buồn lắm, khóc lắm. Ok, mình sẽ vào game luôn cho các bạn thấy là lên con Hammer 4 sao 3 máy bảo vàng và rác vàng thêm 3 con tướng 5 tiền nữa dễ như thế nào nhá. Thành phố Surima tư dinh chiến trường được chọn trong trận đấu này. Và đồ khởi đầu sau 3 ra quái của mình là một giáp, một đai máu và một váy. Vẫn là chiếc lõi quen thuộc, nhà tài phiệt được chọn nhờ lên Legend Tamken. Khá là nhiều tướng thách đấu được nhặt về từ quái cũng như là trong cửa hàng. Mình cho vào sân 2 thách đấu và 2 quần đả bóng đêm thay vì là 4 thách đấu. Đơn giản là như này thì có tanh hơn chứ 4 con 1 sao thì hơi đuối. Lắp luôn cho Warwick thú tượng với cái đai máu cho chắc cú là sẽ đép được. Mình dễ dàng có được chiến thắng đầu tiên khi mà đối đầu với cái nhà đang eco và dùng hoàn toàn tướng 1 sao để đép. Chiến thắng thứ hai cũng không quá khó trước một nhà 2 thách đấu cộng với 2 phù thủy lượt của nó đấy. Check sơ qua các nhà thì thấy có một ông sờ quên 2 cầm 2 đồ căng quá. Tranh thủ up 5 cho 4 thách đấu vào sân, mặc kệ lợi tức một chút để cố giữ chuỗi thắng nhưng mà có gặp đâu. Gặp một ông level 5 khắc bài chỉ có mỗi Ire tanh, còn đam thì gần như là không có. Làm nhẹ cái chiến thắng thứ 3 trước vòng trận đầu tiên. Nhìn con Warwick cầm găng cũng ngon cũng chứ lấy về mà lên 2 thì đép quá tốt luôn. Tiếc là nó không thuộc về mình nhặt về cái giáp 3 tiền. Thắp lên ngọn lửa Winchick trước cái nhà mì xào với 4 chết hiệu triệu nhân trên sân. Quá là đơn giản với pro lắng luôn. Không có lời nguyên nào ở ván thi đấu này cả khi mà mình lụm nốt cái nhà Demacia nhiều tanh mà đam thì không có ở vòng 2.6. Chuỗi thắng 5 đập đá ăn mừng chiến thắng thì mình nhận về một gậy phép, một BF và một giáp. Irelia lên 2 sao vòng 3.1 làm mình tự tin hơn, không cần áp cấp khi mà gặp cái nhà Noxus Swain 2. Gáy có tí mà ông đấy bất mãn luôn, Swain 2 cầm đồ tanh hết đam của team mình. Lợi thế về 2 sao nhưng mà mình vẫn để thua một chết cũng buồn. Tiếp tục là một cái lõi công nghệ vàng ở 3.2. Kim Long thì nên chọn ở đầu trận chứ giữa trận thì hơi phế nha mọi người. Vỏ sò ma ám và dung hợp cũng không cần thiết lắm vì mình đánh 5 tiền mà. Thế thì mình lấy luôn ngân sách cân bằng nha. Nước đây hay đấy. Vẫn đẹp tốt trước nhà đấu sĩ thách đấu này ở vòng 3.2. Up level 6 và vẫn tích được 70 tiền. Cho thêm Zinix vào sân để lấy chút hóa khuẩn cho cô hương cô hoa với bạn bè xong rồi là mình thua. Nhà này chắc là chơi Asia rồi. Con Javan cầm đồ ánh sáng nó nhảy vào câu kéo không biết là bao nhiêu thời gian. Giết được Javan thì còn nguyên con Swain nữa. Bất lực nên là mình để thua còn 88 máu. Oh no. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà các người anh em không ai lấy cung ở chợ, mình bú vội về lắp cuồng đao cho Kalista đếp tiếp. Gặp một nhà level 7 ở 3.5 vì nhà họ lấy toàn lõi liên quan đến kinh nghiệm, lợi thế về số lượng tướng cũng như là thiện xạ bắn khá đau. Team mình thì toàn một sao nên là mình tiếp tục để thêm 11 máu. Mình đã dễ thở hơn khi mà round này đối đầu với một nhà nhiều một sao, đam bằng Ash cầm 2 cuồng đao với cả Blue. Chắc là ông này cũng định đánh 5 tiền đấy. Sợ mình thiếu cung nên là rao sói rơi ra cho mình hẳn 2 cái cung với một chiếc váy. Tích lại 140 tiền chưa lên cấp vội để xem là có cái lõi gì ngon ngon không nhé. 4.1 gặp cái nhà hiệu triệu nhân nhiều 2 sao, đồ cũng lắp khá nhiều nên là mình để thua đau hẳn 5 chết. Đang hơi thiếu gậy thì game ra cho mình hẳn cái lõi gậy phép, mình bú vội để lắp 2 cuồng đao đép. Gặp lại người anh em Demacia lúc nãy đấm mình và lần này cũng chả khác gì cả, mình tiếp tục ăn đấm 4 chết. Vừa áp được level 8 còn 70 tiền mừng hết nấc thì game cho mình gặp một ông đã có Hammer, có cuồng đao mà lại có 3 nâng cấp đào vàng nữa. Thì game này trông có vẻ hơi khó. Ý mình là khó cho các bạn chứ mình thì vẫn ổn nha. Nhưng mà cũng là tí nữa mới ổn chứ giờ thì vẫn ăn đấm. Ôi dồi ôi, may thế vẫn giữ lại được 40 máu khi mà chỉ gặp cái bóng nhà Afe thôi. Nhưng mà sau đấy cũng không may lắm vì 4.6 game cho mình gặp cái nhà 7 Suima đấm cho mình tụt huyết áp luôn, hẳn 5 chết và còn lại 27 máu rồi đấy. Đang đánh có form Ionia thì tự dưng kho báu vật thần long xuất hiện. Quên mất là map này có kho báu đấy. Mình roll một phát nó ra luôn, ấn Ionia. Trời ơi, ếch ngáp phải ruồi như các bạn ơi. Up cấp dần một tiền thừa ở vòng này, 5.1 mình lên 9 luôn. Và Ron khá may mắn bắt được Hammer cho nó 2 cuồng đao cộng với cả 2 nâng cấp đào vàng. A chốc Ionia kẹp với cả mấy tướng Ionia khác để kích hoạt mốc 6. Test luôn đội hình vừa update với cái nhà reroll Samira. Cứ nghĩ là mình mạnh lắm, ai ngờ tí tâm máu. Mình ăn may với một chết nhờ A chốc. Thêm một con Hammer cộng với cả một Saiyan tự ra trong cửa hàng. Mình tiếp tục chiến thắng cái nhà Demacia với một chết và vẫn là A chốc. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà Hammer thứ 3 tự công hiến. Hơi tiếc là mình vẫn chưa có con Ionia khác để thay đồ cho A chốc. 5.3 thì mình gặp cái nhà chơi quả bài hơi dị. Dị thôi chứ chưa mạnh nhá. Họ Rosoraka với cả Asba kẹp hiệu triệu nhân cộng Targon. Ô súng của Hammer không quá được việc khi mà hack về cho mình được có 12 tiền. Đánh giá là hơi ít nha. Lấy thêm về một chiếc Sojin ở vòng đi chợ để cho Rai. Mình không đánh bằng Ari do là không có đồ mấy, nên là đồ mana sẽ cho Rai để hack đồ với cả tiền nha các bạn. Roll thêm bằng số tiền ít ỏi thì mình lên được Rai 2 sao. Gặp nhà Afe đã lên 9 phong bài khá chuẩn.
Tuy nhiên là lợi thế và chất lượng tướng của mình được thể hiện rõ ràng hơn qua combat này. Không chế rất nhiều từ Rai hất tung carry đối thủ, sân tanh là tốt cùng với cả lượng đam từ mọi phía của team mình. Chiến thắng là điều dễ hiểu phải không? Đúng, đúng. Cuối cùng thì Sam cũng xuất hiện để mình trả đồ cho Achok. Người anh em chơi Demacia kẹp Hammer hack tiền lúc nãy giờ cũng lên 9 rồi. Kasate 2 rồi đấy, Hammer 2 rồi đấy, chứ đùa đâu. Cơ mà carry một đồ thì đam đâu ra vẫn đây. Trả lại giúp mình phun tướng để mình roll 3 sao nhé, xin cảm ơn. 50 là số tiền mà mình tích được nhờ Hammer và Rai trong mấy cái round vừa rồi. Kho báu rồng ngàn tuổi, mình lấy thêm cái cuồng đao cho Rai đánh lẹ của lên skill. Ari cũng tự lên 2 cùng với cả Hammer thứ 4. Chỉ còn lại 4 nhà vòng 6.1 thôi. Và dấu tích được chỉ thẳng vào cái ông Asia 7 Surima. Bài thì cũng tạm đấy nhưng mà hơi nhiều một sao nha. Cần nâng cấp thêm đội hình ở những trận sau. Chứ còn trận này thì mời bạn tráng miệng với cái top 4. Hack luôn một round 28 tiền, quá đã các bạn ơi. Rồi bằng những đồng lợi tức thì mình bắt được Rai thứ 5 và Ari thứ 4. Phải thật chậm rãi và bình tĩnh, không thì các bạn chết sớm quá lại không roll được mất. Tiếp tục là 25 tiền tích được sau khi đối đầu với cái nhà Viron Samira. Giỏi này thì các bạn làm sao mà đỡ được đấy. Roll lợi tức ở 6.3 thì mình bắt được Sen thứ 5 và Rai thứ 6. Ari lên quá là nhiều clip 3 sao rồi, nên là mình bán đi nhé mọi người. Tập trung vào những vị tướng ra nhiều thôi. Không thể để ông này thắng được khi mà bài mình quá áp đảo. Mặc cho là ông ý đã giáp vào full team hiệu triệu nhân. Hơi tiếc là hack được có 9 tiền. Điên! Roll nữa và bắt thêm các tướng 5 tiền để hướng tới một con Hammer 4 sao. Mình bán đi cả những tướng Ionia trong sân không cần thiết. Do bán cũng khá khá tướng nên là bài mình không còn quá mạnh. Mình để thua nhà họ với 2 chết và còn lại 14 máu. Oh no. Sau trong 6 mình roll rất nhiều thì Hammer thứ 9 cũng đã xuất hiện. Cùng với cả 8 Rai, 7 Achok, 6 Saiyan và 5 Senna. Ông này còn khá là nhiều máu nên là mình đấm ở 1 round vẫn chưa chết ở đâu nha các bạn. Sau round quái mình sẽ all in thêm một phát nữa. Tranh thủ roll trong round quái với 62 tiền, vị tướng được rất vàng tiếp theo đó là Rai rồi đến Achok. Vì tập trung để bắt thêm chất đồ tránh như video lần trước không lên được Hammer 4 nên là mình có bỏ qua vài con Saiyan với cả Senna mất rồi. Thấy Saiyan tiếp tục ra nên là mình bán Senna đi vào roll nhưng mà chỉ dừng lại ở 8 con. Bù lại thì mình vẫn bắt được 2 con chất đồ để kích hoạt Hammer 4. Mình làm được rồi các bạn ơi. Bộ sưu tập hình như là đã đủ hết các tướng 5 tiền rồi đấy. Quá là tự hào về bản thân và quá là tự hào vì đã có các bạn xem video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc các bạn chơi game cuối mùa vui vẻ nhé. Bye bye.